Các bạn đã bao giờ cảm thấy học hành thật là khó? Vì một vài bạn học hay bắt nạt mình mà không muốn đến trường? Hay vì kết quả học tập không tốt mà chán nản hay chưa? Nếu bạn còn bối rối, chưa biết quản lý cảm xúc, làm chủ bản thân hay còn ngại giao tiếp thì bộ sách Tâm lý học dành cho học sinh tiểu học là một cẩm năng tuyệt vời đó. Bộ sách gồm 6 cuốn với 6 chủ đề vô cùng gần gũi, thiết thực. Học hành không khó như mình nghĩ. Thay đổi nhỏ lợi ích lớn. Đừng hòng bắt nạt mình. Thắng không kêu, bại không nản. Làm bạn với cảm xúc và quản lý bản thân một cách quản lý bản thân hiệu quả. Bộ sách được các chuyên gia tâm lý, nhà tư vấn trị liệu bằng trò chơi biên soạn với hình thức truyện tranh hỗ trợ tâm lý. Thiết kế có hệ thống với cách giảng giải khoa học và cách thể hiện hóa mình. Bộ sách này không chỉ giúp chúng mình nâng cao khả năng tự học hỏi, năng lực kiểm soát cảm xúc, khả năng tập trung và giao tiếp xã hội, mà còn thúc đẩy quá trình trưởng thành, giúp chúng mình nhìn nhận khủng hoảng và giải tỏa lo âu, mang lại tâm thái tích cực, xây dựng tâm lý lành mạnh.